Theo các báo cáo của các cơ quan nghiên cứu trong nước và quốc tế, Việt Nam có nhiều tiềm năng để phát triển các nguồn năng lượng sạch như là thủy điện nhỏ, năng lượng gió, mặt trời, sinh khối và địa nhiệt, v.v. Trên những các cái cơ sở pháp lý. Hiệp hội thì đại hội ngày hôm nay